chào cả nhà đã quay lại với kênh Đánh Tài TV ạ. À, hôm nay ba cha con Đánh Tài thì dẫn mọi người tham quan quán cà phê của cơ The Best Garden tại số 91 Bình Long nha mọi người. Để ơi lấy cái lưng của con ra cho mọi người cùng coi nha. Ở trên bàn là bé sóc của anh Hai nha. Anh Hai lấy bé sóc ra nè. Rồi cái con đó con lấy thú cưng của con để cho mọi người coi cái bé. Đó mọi người trong giỏ cái bé là con gì nè. Mọi người đã biết con gì không ạ? Nó nuôi con gà đó mọi người. Đỏ nó cân gà lắm nha. Gà này gà rẻ luôn mọi người. Còn đây là bé pizza mọi người. Có nhớ con không ạ? Con chúa pizza nè. Shipper á. Và đây là không gian của quán mọi người. 3 giờ chiều sau khi em đi giao hàng xong hết em về em mới dẫn mấy bé em đi. Mọi người đây, bây giờ em sẽ đi vào order cà phê. Chúng ta vào quán phải order cà phê. Đây, em đã order xong ạ. Vừa ra chúng ta ra quán. Đây là bé thuộc dòng quả sáng nha mọi người. Chúng ta có cơ hội thứ hai để thấy bé này để thay đổi màu thích nghi với môi trường sống thì nhiệt đới nha. Mọi người thấy môi trường sống của bé rất là ok. Cần cái chuyên gia thiết kế không nha. Còn đây là hai bé bạn nha mọi người. Hai bé này cũng khá là thân thiện. Nếu chúng ta đi vào buổi sáng mình sẽ có các bạn nhân viên một bộ thả các bé ra để cho các em nhỏ vui chơi cùng với là hai bé bạn nha mọi người. Còn đây là nguyên một cái hồ cá trà bá ái luôn nha cả nhà. Rất là nhiều loại cá. Đây có một cái cá khá là to luôn. Không gian hồ cũng khá là rộng. Nói chung là rất nhiều loại thú cưng. Và không gian của quán rất là rộng rãi thoáng mát luôn rồi. Còn đây là các bạn của cha con em nè. Và đây là thú cưng của hai mẹ nè. Em mang shop bay và bé pizza. Đây mọi người địa chỉ của quán nha, là Best Garden 91A Bình Long. Thôi tiếp tục đi nha mọi người, mình được pizza. Giờ mọi người đi tiếp ạ. À. Đây là trăng vàng mọi người. Rồi đi sâu vào phía dưới này là chúng ta sẽ được thấy lạnh đà nha mọi người. Lạnh đà mini nha. Đó là đàn mini nha mọi người. Bé rất là thân thiện nha. Chúng ta có thể mua thức ăn và hỗn thức ăn khoảng 10.000. Và chúng ta sẽ được đi vào trong này lúc đặt đà ăn luôn. Còn đây là cái không gian xung quanh ở phía trong. Cái khu vực này là thường là khi chúng ta có các sự kiện offline của các hội á sẽ được mọi người tổ chức ở đây nha. Pizza. Pizza. Mọi người thấy pizza dùng diễn sao ạ? Đây là cái góc mà mình hay mang pizza vào đây để tập cho bé biểu diễn cái trò, cái tiết mục cơ bản nha mọi người. Pizza mình rất là hiền nha. Hiền lắm. Tại mình nuôi dạng ở với mình quen, với người quen á, không có cột thích vậy đó. Thành ra nó gặp ai nó cũng thân thiện. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó mọi người thấy không? Pizza rất thân thiện với mọi người nha. Không gian máy rất là mát mẻ. Và đây chúng ta tiếp tục được chiêm ngưỡng thêm một cái đẹp của một dòng màu sáng nữa nha. Nó cầm món quen rất đôi con này đó. Này chứ dòng mà
Mày dám mày dám cầm không? Sợ hử trên thôi, sợ hử trên. Nè con rời bé, con rời nè, nó có gai đại nó bé. Bé hiền lắm. À, nó hiền khô rồi con, bây giờ thử coi. Nó hiền con gà con á. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi ra phía cổi nha mọi người. Nhưng mà này có ngọt dê rồi. Đó mọi người thấy không? Đó mọi người thấy không ạ? Dê đó. Bây giờ nó thấy con nào nghe nghe là nó hốt, nó hốt mà. Bây giờ, bây giờ. Và đây là mấy bé bọ và thỏ nha mọi người. Bọ kiển á, hay là guinea pig á. Mấy bé bị nhốt rồi, tại đi chiều đến chứ đi buổi sáng là sẽ ra mấy bé được mang ra phía ngoài để trưng bày cho các bé nhỏ được cho ăn sờ vuốt nha mọi người. Đây là cái dê nha mọi người, cái dê hồi nãy. Và chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng hồi sáng nha mọi người. Mấy đứa mày lạ quá không biết tên nha. Igu nè mọi người. Đây có thể gọi là cả trại Igu luôn. Rất là nhiều màu sắc đi mọi người. Cái hội Igu cũng thường xuyên offline ở đây luôn. Cái chung quán của anh Hòa là hội tụ rất là nhiều cái mảng đam mê thú cưng. Tại vì chính anh cũng là một người rất là yêu thích và đam mê. Ở đây nha mọi người, đó đây là cái phòng của mấy bé chó nha, chúng ta có thể vào thăm quay cho các bé được luôn nha. Bé bên phòng của mấy bé chó là mèo luôn rồi. Đợi cho ha, để gã đôi nào em nè. Đến nè nè. Không căng không, không căng. Bao không căng luôn. Ở nhà em nuôi mấy con thú nè, mười mấy loại. Nó dùng mê lắm, gì cũng nuôi. Dạ, đi. Con gà con này đi, con đem vô. Anh ơi, anh...
đi xuống, đi xuống. Nữa vào nơi đây. Đó, bà lại đi thế nè mọi người. À, bà có thấy mấy con bò nè. Đó, bây giờ người ta quán mang bò về thỏ ra cho mấy mấy nhỏ nó chơi nè. Đó, mọi người thấy không ạ? Hai bé bò, một bé thỏ à. Đi cưng vô mọi người. Còn thích chó đó hả? Cái chó kia ba mẹ sắm cho con bé. Trốn đó nha mọi người, giờ mình đi trốn đó nha. Mình đi trốn pizza nha mọi người. Trời, nó vừa thấy chết rồi. Trời, cảm ơn nhà mọi người. Ủa nó giờ nó làm viên nè, làm viên làm dáng, làm viên ra, làm viên cho mọi người ơi. Rồi con chào mọi người ra. Nghe ghê cho mọi người. À, giờ cho mọi người nha, bây giờ trời cũng tối, cũng 6 giờ mấy tối rồi đó mọi người. Quán nó bắt đầu lên đèn nè mọi người. Đi ra. Quán bắt đầu lên đèn mọi người. Không gian rất là mát mẻ nha. Mọi người ai có gần thì xa cũng vậy, đưa ra quán nha mọi người. Quán có không gian cho các bé, quán này đó không gian cho các bé chơi rất là thoải mái nha mọi người. Có khá là nhiều các loại động vật. Cố cân nha mọi người. Quán là trăng với đèn bàn rất là đẹp. Đó, phía trong nó là quầy order và phòng lạnh đó. Cái không gian nó mát mà ngồi ở phía ngoài. Có cái hệ thống quạt. Rất là to nha, rất là nhiều đèn luôn, rất là êm lâm. Chị em ngồi đây ngắm được như cái hồ cá to, to hơn luôn. Anh đợi gì? Ông muốn gì? Nói rồi. À, ông muốn đi đâu? Để mới dẫn mọi người vô siêu thị à? Đâu, dẫn mọi người vô siêu thị coi. Có mình. Có mua gì nè, có mua cho anh hai em nè, lựa lẹ đây nè. À, mua gì à? Kẹo. Kẹo đi cho súng gần nè. Rồi đây. Mua kẹo chia sẻ cho anh hai luôn hả? Con vô anh hai mở con em. Lấy cái ghế chưa ngồi, nó mới nhảy lên mới ngồi nè mọi người thấy không? Đâu mà cả nhà ăn gì? Đâu? Để mời cả nhà ăn nha mọi người.
và đây là bình trà đá nha mọi người. Chúng ta sẽ thử phục vụ, tại vì cuối tuần là quán rất là đông. Kéo ngược ra con, kéo ngược ra. Không có phục vụ hóa cho mình, mình sẽ thử phục vụ nha. Cái nào mình làm thì mình làm thôi mọi người ơi. Đó mọi người thấy không ạ? Tối rồi, bây giờ là mấy là sẽ được đưa về chuồng để nghỉ ngơi nha mọi người. Tối rồi thì bé sẽ được về chuồng để nghỉ ngơi. Bên mình thì bé gà của mình bây giờ cũng đã đưa về chuồng rồi. Còn đây nha mọi người, đây là bé Sugar, nó bé sắp bay của mình cũng đã kiếm cho mình chậm chậu ấm để ngủ nha. Xuống mấy tháng dịch luôn, nhớ con ở nhà không cho đi đâu chơi đó. Bữa nay cho đi chơi cho diện cái đầm đỏ nè. Mà không có anh đẹp trai nào ở đây để cua con hết nè con. Cả nhà cứ thích con thì cho gia đình con xin một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà. À, giờ thì mọi người nha, bây giờ cả nha ba đứa con mình cùng với bé sẽ về nha mọi người. Mọi người cứ thích kênh thì đăng ký kênh dịp nhà gia đình em nha mọi người. Nhớ chia sẻ, subscribe gia đình em nha. Rồi, Tam Tài TV, nhớ đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những thông báo mới nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người ạ. Rồi, chào mọi người đi con. Rồi, ok. Đó, mọi người thấy không gian tối không? Rất là nhiều xe luôn nha mọi người. Đây là cái rỗng vào nha mọi người. Đây, để bếp gia đình.